Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SPTN. Trở lại với chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn, Minh Thúy mời quý vị theo dõi tiết mục Thế Cuộc Xoay Vần với chủ đề Quan hệ Việt-Mỹ ấm mà chưa êm. Kính thưa quý vị, tại cuộc hội đàm hôm 2 tháng 10, 2014, nhân chuyến công du Hoa Kỳ của Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng John Kerry đã tuyên bố là Hoa Kỳ quyết định nới rộng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Lệnh cấm này đã duy trì hơn 40 năm. Tuy nhiên, năm 2006 thì Hoa Kỳ đã bán 10 tàu duyên hải cho cảnh sát biển Việt Nam mà không kèm theo vũ khí. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là sẽ xem xét yêu cầu của Hà Nội trên căn bản từng loại vũ khí nhằm tăng cường phòng thủ duyên hải và an ninh hàng hải của Việt Nam, mà không bàn tới vấn đề hệ thống bất ổn, khả năng tấn công hoặc là cân bằng lực lượng trong vùng. Việt Nam hoan nghênh quyết định của Mỹ với hy vọng là sẽ giúp tăng cường mối quan hệ kháng khích hơn do hai bên còn nhiều lĩnh vực hợp tác, như là nhận định của Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Ngoại giao. Như vậy thì quan hệ Việt-Mỹ có nhanh chóng nồng ấm hay không? Trong bối cảnh Trung Cộng càng ngày càng đe dọa an ninh hàng hải, trên hải lộ quốc tế có 40% số lượng hàng hóa của thế giới phải đi qua, mà Việt Nam thì muốn xích lại gần với Hoa Kỳ, nên sử dụng các dữ kiện thiếu chính xác để cho Hoa Kỳ có thể đưa ra quyết định. Qua việc trong năm 2013, chính phủ Hà Nội đã bắt giam 120 người liên quan vấn đề chính trị, nhưng chỉ thả 11 người tù nhân chính trị trong một năm qua. Tuy có sự tiến bộ về tự do tôn giáo, nhưng chưa đủ để chứng tỏ tình trạng nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện, nếu không muốn nói là nhà nước còn tìm cách kiểm soát sinh hoạt xã hội chặt chẽ hơn. Việt Nam thèm vũ khí và chiến cụ do Mỹ sản xuất, để khỏi trùng hợp với chiến cụ mà Nga đã bán cho Việt Nam và Trung Cộng. Nhưng cũng chưa có dấu hiệu muốn tách rời quỹ đạo của Bắc Kinh. Vì thế, mối quan hệ vẫn trong tình trạng ngờ vực, không những cho Hoa Kỳ mà cho cả quốc gia Đông Nam Á. Liệu khi được trang bị tối tân thì Việt Nam Cộng sản có đe dọa đối với chiến lược xoay trục của Hoa Kỳ hay không? Cũng như là an ninh các quốc gia Đông Nam Á. Ngoài mũi nhọn quân sự trong chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương, còn mũi nhọn hiệp ước đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương. Nhưng Việt Nam quyết định giữ mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần gây khó dễ cho các cuộc đàm phán giữa 12 quốc gia tham dự. Hiệp ước này dự trù hoàn tất vào cuối năm 2012, rồi dời lại vào năm 2013. Và tới nay thì Hiệp ước Tự do Mậu Dịch cấp vùng vẫn còn mù mịt khi có thêm Nhật Bản tham gia. Đảng Cộng sản muốn sử dụng mối quan hệ với Hoa Kỳ hầu hàn gắn rạn nứt với Bắc Kinh, trong khi hầu hết người Việt trong và ngoài nước, kể cả Hoa Kỳ, đều muốn Việt Nam thoát khỏi chiếc bóng đang bị đè nặng bởi Trung Cộng để lấy lại niềm tin của cộng đồng quốc tế. Đảng Cộng sản quyết định đưa nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào Bắc Kinh vì quyền lợi cá nhân, phe nhóm, trong khi người Việt khắp nơi muốn đoạn tuyệt mô hình kinh tế tư bản mang dạ kiểu Trung Cộng để đất nước còn có một tương lai sáng lạng hơn. Tiếp theo đây, Minh Thúy mời quý vị theo dõi chương trình Chào Washington với chị Thanh Trúc và Đại tá Vũ Văn Lộc để biết thêm về mộ phần của 10 tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc phong thân, được an nghỉ cùng các chiến hữu Hoa Kỳ tại Nghĩa trang Arlington trong những năm qua. Và buổi tảo mộ mùa thu hôm Chủ nhật 28 tháng 9 2014 do Hội Quân nhân Người Mỹ gốc Việt và Việt Museum đã tổ chức.